Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, tất cả mọi người đều háo hức chờ đón ngày lễ tạ ơn Thanksgiving. Và trong số những người có thể nói cả năm chưa bao giờ đi shopping, đi mua đồ thì họ cũng lại chờ cho một ngày gọi là Black Friday. Thế năm nay tổng kết tiền bạc bao nhiêu người chờ đón đi mua hàng Black Friday như thế nào rồi thưa chị Việt? Thưa quý vị, ngày mai là Thanksgiving thì Black Friday những store chuẩn bị mở cửa khoảng chừng vào lúc 6 giờ chiều và đóng vào lúc 12 giờ chiều thì gần 115 triệu người nước Mỹ thưa quý vị đang háo hức trông chờ để đi shopping Black Friday, thì tất cả gần như tính ra là tổng số 1/3 triệu người nước Mỹ đang chuẩn bị đi Black Friday rất là nhiều thưa quý vị. Mọi người rất là háo hức. Thì theo dự đoán năm nay thì Black Friday sẽ tới 682 tỷ đô la. Những cái retail store, những công ty bán lẻ như JCPenney, Black, Walmart, Target, Kohl, Macy, tất cả những cái cửa hàng mà áo quần store đều giảm giá khoảng chừng là 30-40%. Wow. Nếu quý vị đi đến vào lúc đầu tiên là cái người đầu tiên thì giảm tới gần tới 50-60% lận quý vị. Nhưng mà những ngày bình thường vào buổi sáng còn lại vào lúc buổi sáng thì giảm giá cũng khoảng chừng 30-40%. Thế ngày thứ hai thì cái công việc mua bán vẫn còn tiếp tục chứ không? Và nếu như quý vị nào mà không đi shopping được Black Friday thì còn có ngày thứ hai gọi là Cyber Monday thì tất cả những trên internet có những cái deal rất là lớn, mà đặc biệt là Amazon. Như quý vị cũng biết là Amazon bây giờ muốn quý vị muốn lên mua cái gì thì có tất cả mọi thứ. Even những cái small item hoặc là những cái, nhưng mà cái truyền thống shopping, cái ngày vui online, cái ngày online, shopping on Black Friday người ta vẫn chú trọng đến nhiều hơn, người ta thích thú tới cầm cái đèn choàng đến đó để chờ đón được mở cửa là chạy đi vào. Và được thử rồi. Đó là cái truyền thống của người Mỹ. Vâng, anh Trọng nói đúng, nhưng cách đây một vài năm trước, bởi vì ngay tới giờ hiện tại bây giờ đó thì các doanh số cũng giống như những cái survey, những cái khảo sát từ các trang mạng nổi tiếng cũng giống như kể cả là Macy, JCPenney cũng nói dường dường họ thấy rằng những người mà xếp hàng đó càng ngày càng ít đi. Đó là lý do mà như quý vị biết rằng ngày lễ Thanksgiving các trang mạng vẫn mở cửa, Macy, JCPenney các cửa hàng vẫn mở cửa, nhưng họ mở cửa trễ và ngắn hơn so với mọi cái năm. Ví dụ như là JCPenney đó, ngày lễ Thanksgiving tức là ngày mai họ vẫn mở cửa nhưng từ 2 giờ chiều cho tới 12 giờ sáng của ngày hôm sau, để rồi họ bắt đầu đóng cửa để tân trang lại một chút xíu, đóng cửa một vài tiếng đồng hồ và mở cửa trở lại cho ngày Black Friday. Là dĩ nhiên người ta muốn khơi động một cái chiến dịch quảng cáo vào những cái mùa gọi là mùa greeting season. Tuy nhiên là mọi người đều đi mua sắm từ đây cho đến ngày lễ Merry Christmas. Đó là một trong những cái sự kiện. Tuy nhiên càng ngày thì người ta càng thấy rõ ràng là qua cái vấn đề online là một trong những sự kiện không thể thiếu được với tất cả những khách hàng. Tuy nhiên cái truyền thống của người Hoa Kỳ cũng vẫn là háo hức chờ đó một ngày. Nhưng mà online nhiều lúc, đúng là cái ngày vào tối mai thì online nhiều mạng bị down. Tức là không vô được và tất cả mọi người đi vào cái online nó rất là chậm. Tức là quá nhiều người để đi vô. Đến bây giờ thì chắc là chúng ta phải chờ đi ra nhà băng để coi thì chuẩn bị tiền bạc mua cái gì mà rẻ hơn cho cái ngày Black Friday. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta phải nói đến ở tại Alabama. Trong lúc mọi người đã hân hoan chào đón một ngày lễ Thanksgiving hôm qua thì tại Vườn Hồng, tuy nhiên là ngay ở tại White House, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho một chú gà Tây. Bên cạnh ông thì có bà Melania và con trai Brandon của ông. Đây là một trong những sự việc. Nhưng tất cả các ký giả và phóng viên báo chí đã không làm cho Tổng thống Donald Trump được hưởng trọn vẹn với cái Thanksgiving với con turkey, mà lại chú trọng đến một trong những sự kiện hiện nay đang xảy ra tại Alabama, đó là ông Roy Moore. Đến bây giờ thì ông Roy Moore còn cũng vẫn bị tiếp tục và tấn công về vấn đề quá khứ của ông có liên quan đến vấn đề tấn công tình dục theo như những người đã tố cáo hay là không. Thưa quý vị,
tất cả những cái scandal về ông ứng cử viên Roy Moore ứng cử cho chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama đang dồn về đây. Nhưng cái nhìn người ta đang chú ý tới đó là những phản ứng của Tổng thống Donald Trump. Bởi vì phản ứng của các thành viên chủ chốt của bên phía đảng Cộng Hòa, ví dụ như là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, lãnh đạo của đa số, đó là ông Mitch McConnell và nhiều hơn nữa, kể cả người cựu thượng nghị sĩ của Alabama, người giữ chiếc ghế trước đây đó, đó là ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, cũng đã lên tiếng rằng sẽ không ủng hộ cho ông Raymond. Tuy nhiên, khác với những thành viên kỳ cựu của đảng Cộng Hòa, trong một bài phát biểu, trong cái buổi lễ ân xá cho gà Tây, thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng binh vực cho người ứng viên Roy Moore. Ông Tổng thống Trump nói như thế này. Ông nói, nếu như quý vị đã nhìn vào những gì đã xảy ra trong suốt những ngày tháng vừa qua, thì ông Roy Moore phủ nhận, ông ấy phủ nhận và một mực đòi hỏi về chuyện tại sao ông ta phủ nhận rồi mà còn bươi móc cái chuyện này lên. Không biết được, bởi vì cho tới hiện tại bây giờ thì các thành viên chủ chốt của đảng Cộng Hòa người ta đã thả tay. Thậm chí có những cái tin tức họ nói rằng họ còn muốn ông Bộ trưởng Tư pháp quay ngược trở lại ứng cử của chiếc ghế đó. Nhưng mà đến bây giờ, thưa anh Tuấn, đến bây giờ thì ông Roy Moore đã đưa ra một cái cuốn vừa một gọi là chiến dịch tranh cử hùng hậu. Cái điều mà Tổng thống Donald Trump mắc phải để cho báo chí chỉ trích đó là ông tấn công ông thượng nghị sĩ Al Franken. Nhưng cái một cái sự kiện mà chưa có những cái gì gọi là minh chứng rõ ràng hai người này có những hành động vi phạm tình dục, tấn công tình dục người khác. Mặc dù đã có những cái lời tố cáo, ông Al Franken thì khác hẳn là có một cái bức hình rõ ràng ông để cái tay trên người cái ngực của người phụ nữ. Tuy nhiên sáng hôm qua thì Tổng thống Donald Trump ông đã đưa ra nói rằng ông Roy Moore đã từ chối, phủ nhận tất cả những cái sự kiện này. Tuy nhiên, ông không có đề cập đi xa hơn, mà ông chỉ nói he denies, ông ta phủ nhận rồi, không có chuyện gì. Chúng ta chờ xem cái cuộc tranh cử này như thế nào. Và ông nói rằng, những người dân Alabama sẽ là những người quyết định cho tương lai số phận của những người đại diện của họ vào trong Thượng nghị viện của Hoa Kỳ. Đó là một cái lời nói có thể ông xa tránh tất cả những cái sự kiện mà tấn công ông Al Franken lúc trước. Al Franken hiện nay, đến khi lúc hỏi Al Franken thì ông ta trả lời một cách rất rõ ràng, quý vị nên hỏi ông Al Franken hơn là hỏi tôi. Điều đó cho thấy cả một cái sự kiện có thể nó kéo dài rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến Charlie Rose. Kính thưa quý vị, Charlie Rose hôm nay thì coi như hoàn toàn chấm dứt cuộc đời gọi là lẫy lừng ở trong ngành truyền thông của ông. Năm nay 75 tuổi, ông sáng nay đã chính thức bị công ty CBS fire, tuy nhiên là sa thải ra khỏi CBS. Đây là một cái cú đấm choáng váng với Charlie Rose. Có thể nói người ta kính trọng Charlie Rose rất nhiều trong một khoảng thời gian 45 năm trong ngành truyền thông của ông. Charlie Rose có thể nói có một cái chương trình 60 phút rất đặc biệt. Charlie Rose gần 5 năm nay đã có mặt với McDonald's và có thể nói là người hướng dẫn chương trình của CBS mỗi buổi sáng làm cho người ta hâm thích. Và đặc biệt đừng quên, Charlie Rose mỗi buổi tối có chương trình bình luận trên PBS, là một trong những khuôn mặt và có thể nói rằng đại diện cho ngành truyền thông của Hoa Kỳ. Nhưng đến bây giờ con chim đại bàng này có thể không những gãy cánh mà còn bị đâm vào sườn nữa, tự nhiên là hết bay đi đâu được. Và kính thưa quý vị, thấy đàn bà nguy hiểm, mai mốt và thời gian làm truyền thông ở đây, Nhi Huyền có khi nào nghĩ đến chuyện bị ai tấn công tình dục không để rồi lên tiếng nhiều mà Charlie Rose vừa bị như vậy? Chưa có ai bị trường hợp gì hết, em không nghĩ. Vâng, kính thưa quý vị, Thanksgiving sắp đến, nhưng hai nhân vật mà chúng ta nói đến rất nhiều, kính thưa quý vị, đó là ông Paul Manafort và Gay. Hai người này đã bị kết án và có thể nói bị truy tố. Và ngày 30 tháng 10 họ đã bị án một cái án lệnh gọi là house arrest, coi như là quản thúc tại gia. Hai người này đón cái ngày Thanksgiving như thế nào? Việc trước tiên là họ được trở về nhà họ ăn uống dự liệt Thanksgiving. Nhưng có một điều là cấm không được uống rượu. Ông chết đã là tại Washington DC là cấm hai người này không được uống rượu. Mà trong cái tiến trình tới đây đã có những cái cuộc thách thức và hai người ít nhất là đóng chân và phải đưa ra những cái dự kiện liên quan đến vấn đề những giá trị cổ phần của họ trong để ông tòa quyết định là vấn đề phải bail bao nhiêu tiền. Còn thế bail có thể lên tới 12 triệu hoặc 6 triệu cho Paul Manafort và Gay. Nhưng có một điều là họ vẫn được tự do ở nhà xem football. Vậy cũng được, là ăn gà Tây nhưng không có rượu wine và không có alcohol. Mà Thanksgiving football là quan trọng. Tất cả người đàn ông Mỹ coi như ở nhà Thanksgiving là watch football. Năm nào truyền thống của Hoa Kỳ thì hai đội bóng gọi là
American team, tuy nhiên là đội Dallas sẽ là một trong Cowboy. Những đội chủ chốt. Cowboys, họ giữ một cái trận đấu vào buổi chiều. Và buổi sáng thì đội Detroit Michigan sẽ có một cái buổi sáng. Và liệu không biết ai là người được cái vinh dự cầm cái cánh gà của con gà Tây. Đó là một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều ngày lễ Thanksgiving. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng như Huyền, Anh Tuấn và Đoàn Trọng. Và chúng tôi trả lời quý vị trong giây lát.